Sáng ngày 30 tháng 9 năm 2020, nhằm ngày 14 tháng 8 năm Canh Tý, tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, đã diễn ra buổi lễ bế mạc Hội nghị phổ biến chính sách pháp luật cho Tăng Ni Phật giáo thành phố Cần Thơ năm 2020 do Ban Tôn giáo thành phố Cần Thơ tổ chức. Tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Bình Tâm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, Đại Đức Thích Thiện Hữu, Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, cùng Chư Tôn Đức Thường trực trong Ban Trị sự và Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn thành phố Cần Thơ đồng về tham dự. Đại diện chính quyền có ông Lê Hùng Yên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, trưởng Ban Tôn giáo thành phố Cần Thơ. Ông Nguyễn Thanh Kiệt, Phó trưởng Ban Tôn giáo thành phố cùng các cấp lãnh đạo Ban Tôn giáo thành phố Cần Thơ. Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Lê Hùng Yên đã gửi lời cảm ơn đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ khi tạo điều kiện thuận lợi cho Chư Tôn Đức Tăng Ni tham dự hội nghị được thuận tiện. Ông cũng đánh giá cao tinh thần học hỏi của mọi người trong 3 ngày diễn ra hội nghị vừa qua. Ông mong rằng sau khi tham dự hội nghị, Chư Tôn Đức Tăng Ni sẽ nắm rõ hơn về những thay đổi trong luật pháp, đặc biệt là luật tín ngưỡng tôn giáo và các quy định pháp luật về lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo trong thời gian tới. Thay mặt cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ phát biểu đúc kết, Thượng tọa Thích Bình Tâm đã gửi lời cảm ơn đến Ban Tôn giáo thành phố, các vị giảng sư. Trong 3 ngày vừa qua đã truyền đạt những thay đổi trong luật pháp, giúp cho Tăng Ni Phật giáo tham dự hội nghị nắm bắt kịp thời những thay đổi trong luật pháp, các quy định về sinh hoạt tôn giáo và hướng dẫn cộng đồng Phật tử chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước với công tác tôn giáo trong thời kỳ đổi mới.